Đi đầu trần, phóng như bay trên đường, chở theo ba cô gái ăn mặc hở hang là những hình ảnh chúng ta chứng kiến từ clip rất hot được đăng tải trên mạng xã hội. Bạn có bình luận gì về những hình ảnh này? Có chúng tôi thì không còn từ gì để thốt ra ngoài việc bức xúc. Đoạn clip được một camera hành trình của ô tô ghi lại. Theo đó, nam thanh niên là người cầm lái, một cô gái ngồi trước, kẹp giữa nam thanh niên là hai cô gái. Cả bốn người đều không được mũ bảo hiểm nhưng vẫn phóng xe với tốc độ cao trên đường. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động liều lĩnh của cả bốn nam nữ ưu tú này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng hành động của bốn người này bị phạt thật nặng vì vừa xem thường tính mạng bản thân, vừa xem thường luật an toàn giao thông. Việc kèm bốn người trên một phương tiện giao thông đã vi phạm pháp luật, không được mũ bảo hiểm và di chuyển điềm nhiên trên đường bốn thanh niên này không chỉ tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm mà còn gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác. Có thể may mắn là lần này chưa có sự việc nào diễn ra, nhưng chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người thiệt mạng do không tuân thủ luật giao thông, chủ quan trong khi lưu hành trên đường. Và nếu không muốn làm một trong các nạn nhân của vụ va chạm giao thông, các bạn cần đối mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và chấp hành đúng luật an toàn giao thông. <laughs>